Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Mạnh Vlog 1. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Đồng Nai, đài Cần Thơ, đài Sóc Trăng. Chúc các bạn may mắn và hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, 1 đăng ký, 1 like nha các bạn.